Vâng, xin chào quý vị khán giả. Chuẩn bị cho triển lãm Bắc Giang hôm nay là ngày mùng 10 nhận cây. Câu lạc bộ của Hiệp Hòa đã cẩu đi một số những cây. Ở trên xe đã có một cây của một chú rồi. Còn đây là hai cây của chú Tuấn, nhà vườn Hoàng Tuấn, Nguyễn Tuấn. Đây là hai cây rất to, già cây. Đây là một trong những cây xanh quê, xanh cổ của nhà chú Tuấn. Thì cái cây này là cái cây mà cũng đã mang rất nhiều cái tai tiếng trước đây rồi, và đến bây giờ nó vẫn cứ thuộc dạng thuộc dòng cây vít. Ừ đúng rồi, phải dài không? Và bên cạnh đây là một cây giang lão xanh nam biển. Đây là một trong những cây xanh rất đẹp, cây xanh lá móng, dáng trực, là một cây cổ có thân bẹ, có cái bẹ rất đẹp và già méo. Chú Dũng lên hỗ trợ chú Tuấn. Đi chơi thì nhà nhé. Nhà
Rồi lắc sang tí. Ây à, lắc lắc vào trong đi. Vâng, tôi đang có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Ở đây hôm nay cây bắt đầu được trở đến đây rất nhiều. Lần này thì tổ chức SEA Games ở tại nhà thi đấu này. Cho nên ban tổ chức của tỉnh có cây đặt một chút cây cảnh ở đây, một số. Còn ở quảng trường mùng 3 tháng 2 thì sẽ diễn ra triển lãm. Còn ở đây chỉ trưng bày cây, quảng trường rất rộng. Cây số lượng mang đây cũng khá nhiều. Do cái không gian nó quá rộng cho nên là chúng ta nhìn nó rất khó. Đây là nhà thi đấu cánh diều ở tỉnh Bắc Giang. Chúng ta cùng đi xem qua một lượt những cây của Đông Anh đưa về đây nhé. Đây là cây này của vâng, chúng ta sẽ đi ra bên kia để ghi một số cây. Chúng ta sẽ đi ra đầu kia để ghi một số cây của chú Tuấn vừa cây đặt xuống và một số cây bên cạnh. Vâng, cây xanh lá móng dáng trực của chú Tuấn rất già. Đây là một cây cổ thân bẹ già méo, khi chúng ta té nước lên đây sẽ đỏ. Bẹ méo hết. Trước quân tử chứ. Vâng. Ở đây có một cây thông bóng khá đẹp.
Đây là cây xanh Nam Điền, răng lão. Em phá ngọn ở trong đây được mười mấy năm rồi. Đây là trông cái xẹo dứt hết rồi. Xẹo miếng này nó phải lâu rồi em làm. Bây giờ em làm đã, em đã biết giữ cái này rồi. Em cắt lúc bây giờ em đã biết giữ cái đấy rồi. Các vị chưa cứ bảo là cắt bây giờ là thường là cứ gọi là cho nó thoáng lên rồi. Nhưng mình tận dụng nó cái tay nó còn lại ở cây. Anh không được. Đây là xanh bó. Xanh này là xanh Nam Điền đấy. Xanh Nam Điền nhưng mà cái cây này đây gốc của nó vuốt từ bao giờ đây bác này? Nó vuốt nó có bây giờ nó hóa rồi. Nó hóa hết rồi. Nó hóa nhiều hơn. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây để chuyển sang một video khác. Xin chào và hẹn gặp.